Kính thưa quý vị, mùa Noel về mang theo không khí lễ hội vui tươi, là dịp để thị trường quà tặng, đồ trang trí trở nên sôi động, nhộn nhịp. Và nếu như trước đây thì đồ trang trí ngoại nhập chiếm lĩnh thị trường Noel, thì hiện nay hàng trong nước sản xuất ngày càng được ưa chuộng. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh. Chợ Giáng sinh tọa lạc tại đường Hải Thượng, Lãn Ông, quận 5 những ngày này tấp nập khách mua đồ trang trí Giáng sinh. Những mặt hàng quen thuộc mỗi mùa Noel đã rực rỡ khắp cả con đường. Chợ chuyên bán xỉ nên được nhiều khách hàng tìm đến bởi giá cả mềm hơn nhiều nơi khác và hàng hóa đa dạng, khách thỏa thích lựa chọn. Cái khu vực này thì khu vực nó chuyên bán những đồ sỉ thì đương nhiên giá nó sẽ rẻ hơn ở tại những cái nơi bán lẻ. Nên mặt hàng cũng sẽ phong phú hơn rất là nhiều, đa dạng hơn. Những mặt hàng trang trí không thể thiếu trong dịp Noel với nhiều chủng loại, kích cỡ, màu sắc, chất liệu như quả trâu, dây kim tuyến, bông tuyết, cây thông, ngôi sao, bầy tuần lộc, gói quà, vân vân được ưa chuộng hơn cả với mức giá từ bình dân đến cao cấp. Năm nay một số mặt hàng được làm thủ công, hàng trong nước sản xuất như ông già Noel nhồi bông, người tuyết bằng xốp có giá từ 200.000 đến 1,2 triệu đồng. Cây Noel làm từ sợi cước giá từ 380.000 đến 2,9 triệu đồng rất hút khách. Chủ yếu là mình tới chọn mẫu mã nào mình thấy đẹp với giá tiền phù hợp thì mình mua thôi. Năm nay thì có rất là nhiều cái mẫu mã mà em thấy là một số cái mặt hàng Việt Nam thì được biết á, em biết á, thì em thấy là cái được làm rất là tốt và về màu sắc thì nó cũng không thua kém những cái mặt hàng khác. Giá cả thì rất là phù hợp. Ghi nhận tại chợ đồ sỉ hàng trang trí lớn nhất Sài Gòn cho thấy thị trường Giáng sinh năm nay sôi động từ sớm, lượng khách mua cũng tăng theo, trong khi giá cả hầu hết các mặt hàng này chỉ tăng nhẹ từ 5.000 đến 20.000 đồng tùy sản phẩm. Tuần này thì đặc biệt là khách hơi đông một tí, tại vì vô mùa đó em, thì còn có một hai tuần nữa Noel tới. Những cái mặt hàng của chị bán ở đây là của công ty họ đưa ra hết, và chị bán theo giá của công ty. Thì cái này khách thì cũng nhiều loại khách, em biết không, có khi họ người thích cái này, người thích cái kia, đa dạng. Mùa Giáng sinh năm nay, dịch vụ trang trí Noel chuyên nghiệp tiếp tục phát triển mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các tòa nhà, văn phòng, cửa hàng có nhu cầu trang trí sẽ được cung ứng dịch vụ trang trí Noel trọn gói, với nhiều đơn hàng có giá lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho những gói trang trí cao cấp.